Người nước kỷ lo trời sập, tự tìm khổ não. Có người trong lòng khởi vọng tưởng như không biết đến lúc già mình có bị chết đói, chết rét hay không nữa. Đây là lối suy nghĩ chẳng có ích lợi gì. Là đệ tử chân chánh của Phật, dù cho bị chết đói, chết rét, chúng ta cũng chẳng thấy sao mà lại nghĩ rằng nếu mình hy sinh vì Phật giáo thì không còn gì quan dinh bằng. Trong thời quá khứ, Đức Phật Thích Ca đã từng trải qua ba A Tăng kỳ kiếp tu phước huệ và trăm kiếp gieo tướng tốt. Tất cả các đại địa, đất đai trong tam thiên đại thiên thế giới không có chỗ nào dù nhỏ như hạt bụi mà không phải là chỗ của Đức Phật đã xả bỏ tánh mạng của Ngài. Chúng ta nên xét lại lòng mình, xem chúng ta đã xả bỏ được cái gì rồi. Ngay cả mấy thứ đồ vật ngoài thân mà mình còn bỏ không nỡ. Chúng ta vẫn cứ bị cái tâm riêng tư, ích kỷ làm chủ. Cho nên cái này bỏ không đặng, thứ kia bỏ không xong. Huống chi đến chuyện xả bỏ sanh mạng mình thì lại càng không thể nói đến. Quý vị nên biết rằng, bởi vì chúng ta không thể xả, không chịu bố thí, không có lòng thông cảm, không biết thương xót, cho nên chúng ta mới không ngớt xoay chuyển trong vòng luân hồi. Chúng ta cả ngày chỉ lo nghĩ đến chuyện khi mình già thì phải làm sao, nhưng không bao giờ nghĩ đến vấn đề khi mình chết thì sẽ như thế nào. Giống như có người ở nước kỷ cứ u sầu cả ngày, đến nỗi mặt mày ủ rũ, không bao giờ lộ vẻ vui tươi. Có người hỏi, tại sao anh lại buồn rầu vậy? Anh ta đáp, nếu như trời sập thì làm sao? Há không phải là chúng ta sẽ bị đè chết hay sao? Đúng là lối suy nghĩ thật quá ấu trĩ đi thôi. Chúng ta là người tu hành, nên sống một ngày là một ngày có ý nghĩa và đừng để vọng tưởng áp đảo. Nếu chúng ta suốt ngày cứ vọng tưởng lung tung, há đó không phải là người ngu lắm sao? Vì nếu nghĩ tưởng đến những chuyện không thể có, không cần thiết, đó mới thật là tự mình làm khó lấy mình, tự chuốc khổ cho mình mà thôi. Bây giờ, chúng ta cần phải phản cái mê để quay về giác ngộ, nên buông cái giả để bắt lấy cái chân thật. Tôi thường nói với quý vị là, nếu không bỏ được cái giả, sẽ không thành đạt được cái thật. Nếu không bỏ được cái chết, sẽ không đổi được cái sống. Pháp thế gian là tương đối như vậy thôi. Nếu bên kia là nghiệp chướng nặng nề, thì bên đây là thanh tịnh nhẹ nhàng. Còn như bên đây là thanh tịnh hơn, thời nghiệp chướng bên kia sẽ nhẹ bớt. Chỉ là xem quý vị muốn làm thế nào. Đây đều là do quý vị tự quyết định theo ý thích của mình. Chớ kẻ bàng quan, không có cách gì can thiệp được. Phàm là người xuất gia, chúng ta nên có nhân cách cao thượng, nên là người xuất chúng, vượt hẳn mọi người. Người xuất gia đừng nên hùa nhau đồng lõa với kẻ xấu, chỉ biết ăn rồi chờ chết, khiến cho khí thế Phật giáo trở nên nặng nề, không có khí thế hăng hái chút nào. Giảng ngày 15 tháng 7 năm 1984. Bồi dưỡng nhân cách cao thượng. Dạng Phật Thánh Thành là nơi tu đạo, cho nên các vị Thiên Long Bát Bộ lúc nào cũng hộ trì đạo tràng này. Nếu quý vị phát Bồ Đề Tâm, họ nhất định sẽ hộ trì quý vị và khiến cho thân tâm quý vị được khinh an nhẹ nhàng, được đại thành tựu và có đại cảm ứng. Nhưng trong lòng quý vị đừng có hy vọng mình sẽ được như thế, thì những điều đó mới tự nhiên hiện tiền. Nếu quý vị còn có lòng hy vọng được thành tựu và cảm ứng thì đó là tham, cũng là phạm vào lục đại tông chỉ của dạng Phật Thánh Thành. Các sinh hoạt hàng ngày của người tu hành ở dạng Phật Thánh Thành đều không rời khỏi 6 điều mục như sau. 1. Không tranh. Tuyệt đối không tranh với bất cứ ai, cũng không tranh danh, tranh lợi. Phàm đồ vật gì mà người khác thích thì mình nhường cho họ, chứ không cần phải tranh giành, gọi là tranh chi bất túc, nhường chi hữu dư. Nghĩa là tranh thì không đủ, nhường
thì có dư. 2. Không tham. Không phải là miệng nói không tham, nhưng khi cảnh đến thì chỉ lo tham, chẳng thể bỏ qua, thế là sai rồi. Chúng ta cần phải là lời nói theo đúng việc làm và làm đúng theo lời nói. Đừng để chúng mâu thuẫn với nhau. Người không có lòng tham mới bồi dưỡng được nhân cách cao thượng. 3. Không cầu. Nếu chúng ta có cầu muốn điều gì, tức là chúng ta sẽ có phiền não. Cầu mà không được, đương nhiên là chúng ta sẽ phiền não. Cho nên nói, vô cầu tiện vô ưu. Không cầu sẽ không lo, thật là một danh ngôn chí lý. Một khi chúng ta đạt đến trình độ vô cầu, phẩm cách của chúng ta tự nhiên sẽ cao quý. Nhân đáo vô cầu phẩm tự cao, tức là vậy. Trong Bát Khổ có cầu bất đắc khổ, như cầu không được cũng khổ. Vì lo được lo mất mà tự tìm cái khổ cho mình. Vậy bởi tội gì mình phải khổ như thế? Nếu như quý vị thấy rõ mà buông hết tất cả thì quý vị sẽ không còn phiền não nữa. 4. Không tự tư, ích kỷ. Ai ai cũng có lòng ích kỷ. Chuyện gì chúng ta cũng tính toán cho mình trước, lo nghĩ cho con cháu của mình trước hết. Cho nên người tu hành là phải tu đến cảnh giới vô ngã. Vô ngã rồi thì chúng ta còn muốn tranh cái gì, tham cái gì, cầu cái gì nữa đây? Chúng ta phủ nhận hết và cái gì cũng không muốn. Chúng ta phải học theo tinh thần của Bồ Tát là xả mình vì người. Tại sao thế giới này lại ngột ngạt, đầy chướng khí và không lúc nào trong sạch, sáng lạng như vậy? Bởi vì ai nấy đều tự tư, tự lợi, như nói cái này là của tôi, cái kia thuộc về tôi, nên khiến cho thiên hạ đại loạn, thế giới chẳng được an ổn. 5. Không tự lợi. Nếu mọi người đều không có tánh tự lợi, lúc nào cũng biết đủ, gặp hoàn cảnh nào cũng cảm thấy an ổn, vậy tự nhiên ai nấy cũng sẽ chung sống hòa bình với nhau. Nếu như người có tâm tham thì giống như cá theo mồi, thấy lợi là quên mất hết tình nghĩa, rồi làm những chuyện tổn hại đạo lý. Có bao nhiêu người đã vì lợi mà thân bại danh liệt, tán gia bại sản, thậm chí có kẻ còn làm cho nước mất nhà tan, đến nỗi phải lưu lạc, không nơi nương náu. 6. Không vọng ngữ. Bất luận trong hoàn cảnh nào, chúng ta tuyệt đối cũng không nên vọng ngữ. Hễ thấy thì nói thấy, nghe thì nói nghe. Chúng ta cứ thật thà mà nói, chớ nói những chuyện không có căn cứ. Chúng ta nên biết, vọng ngữ là nói những lời bịa đặt, làm tổn hại người mà chẳng có lợi ích gì cho mình. Và sau khi chết, nhất định bị đọa vào địa ngục cắt lưỡi. Điều đó không có chút nghi ngờ gì cả. Cho nên chúng ta phải hết sức cẩn thận. Hôm nay tôi nói với quý vị những lời tuy rất cạn cợt, nhưng nếu quý vị chịu y chiếu theo đạo lý đó mà làm thì sẽ hữu dụng vô cùng. Cho nên có câu, nói cho hay, thuyết cho diệu, nhưng nếu không thực hành thì không phải là đạo. Đạo là hành, không hành sao có đạo. Đức là làm, không làm sao có đức. Nếu quý vị có thể thực hành theo lục đại tông chỉ của dạng Phật hành, tự nhiên nhân cách của quý vị sẽ cao thượng hơn. Tôi nói thêm một câu sau chót là, quý vị đừng nên làm những chuyện ngu si như yểm nhĩ đào linh, tức bịt tai để trộm chuông. Vì quý vị không thể tự dối mình mà cũng không thể gạt được Phật. Hà tất bụng dạ phải chứa đầy những chuyện quỷ quyệt, rồi tưởng là mình có thể che đậy được để dối trên lừa dưới. Há như thế chẳng phải là tự chuốc lấy cái vô lý cho mình hay sao? Tôi hy vọng mọi người ở dạng Phật Thánh Thành đều biểu hiện là người lương thiện, mẫu mực, để kẻ thế nhân nhìn vào bằng cặp mắt khâm phục. Giảng ngày 25 tháng 9 năm 1984. Hoan nghênh hành giả đến Thánh Thành. Dạng Phật Thánh Thành là đạo tràng mới phát khởi. Có thể nói đây là dùng phát nguyên địa của Phật giáo, lại cũng có thể nói là dùng quy nguyên địa của Phật giáo. Sao gọi là dùng phát nguyên địa của Phật giáo?
Bởi vì đạo Phật trên thế giới này đã đến thời đại mạt pháp, và những người chân chánh y theo giáo pháp tu hành thì thưa thớt, không có mấy ai. Có người tuy mang danh nghĩa là Phật tử, song những hành vi của họ lại hoàn toàn trái ngược với Phật giáo. Vì xét thấy như vậy, cho nên Phật tử cần phải trùng tân, chỉnh đốn để xây dựng lên một tân Phật giáo, khiến cho chánh pháp trụ mãi trên thế gian. Dạng Phật thánh thành quyết sẽ trùng tân và phục hưng Phật giáo trở lại. Cho nên nói là dùng pháp nguyên địa của Phật giáo. Sao lại gọi là dùng quy nguyên địa của Phật giáo? Hiện nay, các nơi trên thế giới thường xảy ra nhiều hiện tượng đau lòng như hủy Phật, đốt kinh, thậm chí đến cả chùa chiền cũng bị sửa thành các công trường, hãng xưởng hoặc các hí diện vui chơi giải trí. Dùng đất thanh tịnh lại biến thành nơi ô uế, người xuất gia bị bức bách đến đổi không còn nơi trú ngụ. Thậm chí có người phải chạy lên núi và có kẻ phải xuống vùng gian biển hẻo lánh. Người tu hành trên núi dùng rau dại làm bữa qua ngày, kẻ tu ở gian biển thì dùng rong biển cho đỡ cơn đói. Họ chịu đựng hết những thử thách với biết bao sự dày dò gian khổ, nhưng họ một lòng không thay đổi ý chí và vẫn chuyên tâm lo tu trì. Với tinh thần bất khuất đó, thật đã làm cho mọi người ngưỡng mộ. Nếu những vị tu hành chịu nhiều khổ nạn đó muốn đến dạng Phật thánh thành để tu đạo, chúng tôi tuyệt đối hoan nghênh. Chúng tôi chẳng những hoan nghênh những người bất hạnh đó, mà đồng thời cũng hoan nghênh luôn các vị tu hành chân chánh trên khắp thế giới đến thánh thành để cùng chúng tôi tu tập. Phàm hễ ai thành tâm đến dạng Phật thánh thành làm công quả, chúng tôi đều nhất nhất hoan nghênh. Đây là nơi không phân biệt tông phái, chủng tộc, quốc tịch hay chức vị, và mọi người đều được đối xử như nhau. Ai nấy ở dạng Phật thánh thành đều được thọ hưởng sự bình đẳng và tự do. Dạng Phật thành là nơi không thuộc về bất cứ người nào, mà thuộc về tất cả các tôn giáo và chúng sanh trên toàn thế giới, kể cả Thiên Chúa giáo, Cơ Đốc giáo, Đạo giáo, Hồi giáo, Do Thái giáo, vân vân. Đây không phải là khẩu hiệu trống không, mà là lời hứa chân thật. Tóm lại, bất luận tôn giáo nào, phàm hễ ai chân thật phát tâm tu hành, dạng Phật thánh thành cũng đều hoan nghênh cả. Cho nên nói, dạng Phật thánh thành là nơi để trở về, là dùng quy nguyên địa của Phật giáo. Giảng ngày 29 tháng 9 năm 1984. Giới luật căn bản. Giới luật căn bản chỉ có một, tức là không tự tư ích kỷ. Người có lòng ích kỷ sẽ phạm giới, nếu không có tâm ích kỷ sẽ không phạm giới. Cùng lý lẽ trên, ai có lòng ích kỷ sẽ phạm pháp, và người nào không có tâm ích kỷ sẽ không phạm pháp. Như có một số người bị tòa án pháp luật phán xét không công bình. Đó là vì thuở xưa họ đã có những hành vi không công bình đối với kẻ khác, cho nên ngày nay kẻ khác cũng đem việc không công bình mà gán vào cho họ. Quý vị nên mở lớn mắt ra để chỉnh đốn lại tư tưởng của mình và hãy nhìn xem. Những người phạm pháp trên cõi đời này thật ra đều là do lòng ích kỷ của họ dẫn khởi. Tất cả những người không giữ đúng quy củ đều phát nguồn từ lòng ích kỷ. Nếu như họ không có lòng ích kỷ, họ sẽ không phạm các luật trên thế gian này. Cho nên, nếu quý vị có thể thực hành theo luật đại tông chỉ của dạng Phật thánh thành, không tranh, không tham, không cầu, không ích kỷ, không tự lợi, không vọng ngữ, thì quý vị chẳng những sẽ làm người tốt trên thế gian, mà quý vị cũng có thể là thánh nhân xuất thế nữa. Nguyên nhân thế giới hỗn loạn là bởi vì người ta ích kỷ, chưa có thể vì đại công mà vô tư được. Như có một số đảng phái, họ luôn miệng nói là đại công vô tư, nhưng trên thực tế họ làm những việc hoàn toàn vì chính họ thôi. Bởi vậy mới làm cho thế giới hỗn loạn, khiến mọi người phập phồng lo sợ, không được bình an. Tất cả những mặc cảm không được bình an, lo sợ đó đều là do từ lòng ích kỷ dẫn dắt đến. Hiện nay chúng ta đang nghiên cứu giới luật. Một khi hiểu rõ giới luật rồi, chúng ta sẽ biết cách
làm người như thế nào. Một khi hiểu rõ bổn phận làm người, chúng ta cũng sẽ biết rõ bổn phận làm bậc thánh nhân. Cho nên, việc nghiên cứu giới luật là vô cùng trọng yếu. Vậy muốn giúp cho thế giới này, trước hết chúng ta phải không tranh, không tham, không cầu, không ích kỷ, không tự lợi, không vọng ngữ. Chúng ta nên đem bản thân mình để làm phép tắc, làm gương mẫu cho kẻ khác. Có vậy, thế giới này mỗi ngày mới càng được bình an hơn. Cho nên, khi học giới luật vào mỗi thứ sáu, chúng ta phải hết sức thành tâm cung kính thì mới đạt được chỗ lợi ích. Giảng ngày 5 tháng 10 năm 1984. Cải biến tập khí cũ, tuyển chọn tông chỉ mới. Hôm nay là ngày cuối cùng của năm Giáp Tý và ngày mai sẽ bắt đầu năm Ất Sửu. Lúc bấy giờ, chúng ta hãy nên sửa đổi lại các thói quen, tập khí cũ của mình. Những việc làm của chúng ta trong quá khứ đều do từ các tập khí không tốt, cho nên có nhiều chỗ bất hợp pháp. Vậy bắt đầu từ ngày mai trở đi, chúng ta nên lựa chọn tông chỉ mới và làm lại con người mới. Như nếu chúng ta vẫn cứ không biết nay là đúng, khi xưa là sai, thì sự tu hành của chúng ta sẽ không có tiến bộ mà lại uổng phí thời gian thôi. Quý vị ơi, đừng bao che những chỗ thiếu sót của mình, mà hãy nên phát huy những cái hay của mình, gọi là kiến hiền tư tề, tức là thấy người hiền bèn lo chấn chỉnh lấy mình để được như họ. Chúng ta nên noi gương và học tập theo tác phong của thầy Tăng Tử. Trong Luận Ngữ có ghi rằng Tăng Tử viết: Ngô Nhật Tam Tỉnh Ngô Thân, dị nhân mưu nhi bất trung hồ, giữ bằng hữu giao nhi bất tính hồ, truyền bất tập hồ. Thầy Tăng Tử nói: Mỗi ngày tôi có ba việc cần phải tự kiểm điểm bản thân là: trong việc làm, mình có thật lòng làm hết khả năng chưa? Khi giao tiếp với bạn bè, mình có chỗ nào không thành thật chăng? Các bài tập được học mỗi ngày, mình có ôn luyện, nghiên cứu lại không? Vì vậy, chúng ta cũng nên noi theo những câu nói đó để làm gương soi lấy mình. Tam Tự Kinh đã bắt đầu bằng những câu nói như: Nhân chi sơ, tánh bổn thiện, tánh tương cận, tập tương diễn, cậu bất giáo, tánh nải thiên. Nghĩa là, lúc các hài nhi mới lọt lòng mẹ, bản tánh của chúng đều là lương thiện. Bởi vì bản tánh và cái thiện gần nhau, cho nên nói tánh tương cận. Khi lớn lên, dần dần chúng bị huân tập theo hoàn cảnh và bị ô nhiễm bởi các tạp khí. Như câu nói, nhuộm xanh sẽ thành xanh, nhuộm vàng sẽ thành vàng. Thế là tánh tình của chúng ta dần dần rời xa cái thiện. Cho nên nói tập tương diễn. Trong thời kỳ này, nếu con người không được giáo dục đàng hoàng để sửa đổi lại cái tập khí cũ và phục hồi tánh thiện hảo, thì tánh tình của họ sẽ bị biến đổi. Lúc tuổi còn trẻ, chúng ta được cha mẹ, thầy cô dạy dỗ sửa đổi những thói hư nết xấu của chúng ta để trở nên tốt lành hơn. Nhưng khi lớn lên thì đâu còn ai dạy dỗ ta nữa. Vì vậy, nếu chúng ta muốn sửa đổi tánh tình cho tốt, tất phải do tự mình sửa đổi lấy mình. Bởi vì cớ này, nên đề tài hôm nay là cải biến tập khí cũ, tuyển chọn tông chỉ mới. Chúng ta nên nhận rõ mục tiêu của mình. Chúng ta muốn làm người như thế nào? Thế nào mới có thể trở thành người Phật tử chân chánh? Phương châm mới của chúng ta là gì? Tông chỉ mới của chúng ta ra sao? Đó là những vấn đề mà chúng ta cần phải hiểu cho rõ ràng. Nếu không, chúng ta sẽ chẳng có cách gì sửa đổi các tập khí, thói quen cũ của mình, cũng không có cách nào lựa chọn một tông chỉ mới cho được. Vì vậy, quý vị hãy nên chú ý điểm này. Nói tóm lại, những vấn đề đó cũng đơn giản lắm thôi, tức là chúng ta cứ tận tâm thực hành, chư ác mạt tác, chúng thiện phục hành. Nghĩa là các việc xấu không làm, dân làm những điều lành, như vậy là tốt rồi. Nếu ai nấy đều thực hành y theo phương châm này, tự nhiên chúng ta sẽ đạt được mục tiêu làm người. Phương châm mới là hãy tiêu diệt hoàn toàn các tật bệnh ghen ghét, kỳ chướng ngại, cống cao, ngã mạn, không cho chúng nó hoành hành. Chúng ta làm sao
mới tiêu diệt được bốn loại tâm lý bất chánh đó, tức là dùng tứ vô lượng tâm, từ bi hỷ xả để điều trị chúng. Người có tâm từ sẽ không có lòng ghen ghét, có tâm bi thì sẽ không gây chướng ngại, có tâm quan hỷ thì sẽ không cống cao, có tâm buông xả thì sẽ không ngã mạn. Quý vị nghiên cứu đi, xem thử như thế là có đạo lý hay không. Tông chỉ mới là không tranh, không tham, không cầu, không ích kỷ, không tự lợi, không vọng ngữ. Thật ra, những điều đó vốn là tông chỉ cũ xưa của dạng Phật Thánh Thành. Tuy quý vị đã nghe qua nhiều lần, nhưng không có ai nghiêm chỉnh thực hành theo. Phàm việc gì mà quý vị chưa thực hành qua thì xem như là mới vậy. Khi nào quý vị có thực hành rồi, đó sẽ không còn là mới nữa. Hôm nay, tôi lặp lại giọng điệu cũ, bàn về ý nghĩa của lục đại tông chỉ đó nữa, hy vọng quý vị sẽ chú ý. Vì sao chúng ta có phiền não, có lo âu? Đó đều là do có tranh, có tham, có cầu, có ích kỷ, có tự lợi, có vọng ngữ. Chúng nó đang tác quái đấy. Chúng chi phối đến nỗi cả thân tâm của chúng ta chẳng được an ổn, tự tại. Nếu hàng phục được chúng, thì mình sẽ không bị điên điên đảo đảo. Khi đó, chúng ta sẽ đạt đến cảnh giới không phiền não, không lo âu, và bất luận lúc nào, chúng ta cũng đều được tự tại. Vì sao chúng ta không được tự tại? Nói tóm lại là vì chúng ta bị sáu cảnh giới đó xoay chuyển. Lúc tôi còn nhỏ, tôi thích tranh cãi với người và thường hay xen vào những chuyện bất bình. Như có chuyện gì không công bình xảy ra, trừ phi không biết thì thôi, nhưng hễ mà biết được thì tôi nhất định sẽ xông ra để tranh luận phải trái. Tôi cũng có tham, mà tham cái gì vậy? Thì là tham ăn, con nít đều hay có tật xấu này. Như có món gì ngon mà tôi không có phần, tôi nhất định phải tranh giành cho bằng được mới thôi. Lúc lên 12 tuổi, tôi bắt đầu biết phản tỉnh, tự xét lại tánh nết của mình. Tại sao mình lại ngang ngạnh như thế? Đến khi đã tỏ rõ rồi, tôi liền sửa đổi lỗi lầm để làm lại con người mới. Từ đó, tôi bắt đầu khấu đầu quỳ lại cha mẹ để tỏ lòng sám hối. Vì trong quá khứ, tôi đã từng làm nhiều chuyện khiến cho cha mẹ tôi phải nhọc lòng lo lắng. Từ đó về sau, tôi cũng không tranh, không tham, không cầu, không ích kỷ, không tự lợi. Tôi cảm thấy làm được như vậy rất có hữu dụng, cho nên tôi vẫn một mực áp dụng, tuân theo cho mãi tới ngày hôm nay và cho đến trọn đời, không hề thay đổi. Sau đó, trừ việc đảnh lễ tạ tội với song thân, tôi lại đảnh lễ trời đất, vua, bà con thân quyến và thầy giáo. Tôi lại còn khấu đầu đảnh lễ các vị đại thánh, đại hiền, đại thiện, đại hiếu trong thiên hạ, và cả đến người đại ác tôi cũng lại luôn. Tại sao vậy? Vì tôi muốn họ cũng cải ác, hướng thiện. Mỗi ngày, tôi lại hơn 800 lại ở phía sau giường, mất khoảng 2 tiếng đồng hồ. Và dù có mưa gió gì đi nữa, cũng không cản trở việc lễ bái của tôi. Lần trước, khi đến chùa Kim Phật ở Canada, tôi có nói với hai vị Tam Bộ Nhất Bái, thầy Hằng Thật và thầy Hằng Triều rằng, các vị thử xem, nếu không tranh, không tham, không cầu, như vậy thì di diệu biết dường nào? Không ích kỷ, không tự lợi, đó là sự di diệu trong cái di diệu, và chẳng có pháp nào di diệu hơn thế nữa. Nếu như ai nấy đều chân chánh thực hành theo lục đại tông chỉ, các vị thử hỏi là còn có pháp nào siêu xuất hơn pháp này nữa chăng? Quý vị ơi, hãy nỗ lực thực hành theo lục đại tông chỉ, có vậy quý vị tu hành mới tiến bộ được. Bằng không, tất cả chỉ là lời nói suông. Cũng như ăn bánh dẻ, không thể hết đói. Như nấu cát thì không thể thành cơm được. Lục đại tông chỉ này ở dạng Phật Thành. Người người nên nhớ ghi khắc trong tâm chớ quên. Bởi có nó, cho nên cái gì ta cũng buông xả, cái gì ta cũng bố thí cho người, chứ không phải bảo người bố thí cho mình. Đương nhiên là nếu có người bố thí cho ta, ta cũng không từ chối. Nhưng ta nên hết sức mình làm việc bố thí. Hễ có cơ hội là ta bố thí một ít. Phàm làm việc gì, nếu ta có thể làm được thì hãy làm. Còn việc gì làm không được
thì ta cũng không nên miễn cưỡng. Quý vị nghĩ thử xem, nếu chúng ta làm được như thế, thì còn cái gì để ưu sầu, còn cái gì mà buông bỏ không được chứ? Nếu chúng ta nghiêm chỉnh thực hành theo lục đại tông chỉ này, thế mới thật sự hiểu rõ được Phật Pháp. Nói cách khác, chân đế của Phật Pháp đã bao quát trong lục đại tông chỉ rồi. Không tranh là không phạm giới sát. Vì sao phải sát sanh? Bởi vì muốn tranh, anh tranh, tôi đoạt, rồi phát sanh những hành vi giết người, phóng hỏa. Hơn nữa, nếu không tranh, sẽ không sát. Như vậy là giữ được giới sát rồi. Không tham thì không phạm giới trộm. Vì sao phải trộm cắp? Bởi là tham. Tham muốn giật của người làm của riêng mình. Nếu không tham, tức là giữ được giới không trộm cắp. Không cầu thì không phạm giới dâm. Người nam truy tìm người nữ, đó là cầu. Người nữ truy tìm người nam, đó cũng là cầu. Cầu mà không được thì thần hồn điên đảo. Thậm chí trong giấc ngủ cũng mơ mộng truy cầu, thân tâm không an ổn. Không ích kỷ thì không phạm giới giọng ngữ. Vì sao phải nói dối? Bởi vì muốn bảo vệ cái quyền lợi của bản thân, cho nên đi đến đâu cũng nói dối để gạt người. Nếu người không ích kỷ, đến đâu họ cũng nói lời chân thật và không bao giờ có những hành vi dối trá. Không tự lợi thì không phạm giới rượu. Người uống rượu cho rằng rượu làm máu huyết lưu thông, có lợi ích cho thân thể, nhất định sẽ được tráng kiện. Khi say rượu, người ta cảm thấy tâm thần lâng lâng như ở cõi thần tiên, đó là do lòng tự lợi của họ đang tác yêu tác quái đó. Không giọng ngữ, chúng ta đã nói bao quát năm giới trên, nhưng vì muốn đề cao cảnh giác mọi người và đặc biệt nhấn mạnh chỗ xấu xa của giọng ngữ, cho nên chúng ta lại cộng thêm một này để nhắc nhở như vậy. Hiện chùa Kim Phật ở Vancouver, Canada, chúng ta thường hay giảng về lục đại tông chỉ để dạy mọi người, gồm cả người già, thanh niên và trẻ em, để cho họ biết rõ tánh cách trọng yếu của Phật Pháp. Như nếu con người có thể thật sự không tranh, không tham, không cầu, không ích kỷ, không tự lợi, không vọng ngữ, thế thì xã hội nhất định sẽ được an ninh và gia đình nhất định sẽ được hạnh phúc. Nếu con người trên thế giới có thể nghiêm chỉnh giữ năm giới và không có những hành vi như sát sanh, trộm cắp, tà dâm, vọng ngữ, rượu chè, thì họ sẽ không có phiền não, không lo âu gì cả. Cho nên tôi nói lục đại tông chỉ này là pháp môn tối mầu nhiệm. Quý vị cũng có thể nói đó là pháp vi diệu thầm thâm vô thượng, trăm nghìn muôn kiếp khó được gặp. Nay con thấy nghe được thọ trì, nguyệt hiểu Như Lai chân thật nghĩa. Tôi xin nói thêm một câu nữa. Như thân đã là đệ tử của Phật, tối thiểu là chúng ta phải nghiêm trì năm đại giới cơ bản này và triệt để thực hành theo. Như vậy chúng ta mới được an vui tự tại. Giả dụ như chúng ta không giữ được năm giới đó, thế thì 250 giới của tỳ kheo hoặc 348 giới của tỳ kheo ni lại càng không dễ gì giữ đặng. Cho nên tại rừng cây Song Thọ, lúc Đức Phật Thích Ca sắp nhập Niết Bàn, Ngài đã căn dặn tôn giả A Nan nên lấy giới làm thầy. Do đó chúng ta cũng biết được giới luật là trọng yếu như thế nào. Giảng ngày 19 tháng 2 năm 1985.